Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc MU lôi kéo Kessié. Liverpool lấy sao trẻ Chelsea, MU đánh tiếng ký Kessié sau khi Frank Kessié liên tục trì hoãn gia hạn hợp đồng với Milan. MU quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người bờ biển Nga, Milan không đáp ứng được yêu cầu về tiền lương của Kessié. Theo sau những cuộc đàm phán đổ bể, mối quan hệ giữa hai bên ngày một xấu đi. Kessié là một tiền vệ toàn diện nên không lạ khi MU muốn kéo anh về sân Old Trafford. Trước MU, các đội như PSG, Barcelona và Liverpool cũng muốn sở hữu cựu cầu thủ Atalanta. Trong đó, hai đội đầu muốn ký với anh theo dạng tự do vào mùa hè năm sau, MU muốn thay thế Matic và Fred. Những tiền vệ không đáp ứng được yêu cầu trên hành trình đường dài. Kessié được xem là lựa chọn lý tưởng cho tương lai lâu dài. Milan đàm phán Asensio, ngoài Isco, Milan cũng đang đặt vấn đề với Real Madrid về trường hợp Marco Asensio. Mùa này, Asensio mới thi đấu tổng cộng 69 phút trên mọi đấu trường, ngoài việc tập trung muộn vì dự Olympic. Thể lực và cảm giác bóng của anh không tốt với hiệu quả của Vinicius và Rodrigo, huấn luyện viên Ancelotti càng thêm lý do để ít sử dụng Asensio. Mùa hè vừa qua, Asensio từ chối nhiều đề nghị để ở lại Real Madrid. Không hài lòng với quỹ thời gian thi đấu, anh xem xét rời sân Bernabeu, Milan đàm phán mượn Asensio vào tháng Giêng 2022. Nếu thành công, đội bóng đỏ đen tự tin đua tranh danh hiệu Scudetto. Trong mùa giải Serie A có nhiều biến động, Liverpool muốn có Hudson-Odoi, Daily Express và Sky Sport cùng đưa tin. Liverpool muốn có sự phục vụ của Callum Hudson-Odoi trong thời gian tới. Hudson-Odoi không nằm trong kế hoạch chính của huấn luyện viên Thomas Tuchel, nên đang nghĩ đến cuộc chia tay. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Bayern Munich từng đặt vấn đề với Hudson-Odoi, nhưng không đạt được thỏa thuận chung. Hudson-Odoi không thể cạnh tranh với Kai Havertz, Mason Mount, Timo Werner, Hakim Ziyech và Christian Pulisic cho vị trí bên cạnh Romelu Lukaku. Chưa kể Chris James và Cesar Azpilicueta cũng có thể đá tiền vệ phải. Huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn tăng chiều sâu hàng công bên cạnh Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane và Diogo Jota. Vì thế, ông nỗ lực kéo Hudson-Odoi về sân Anfield. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.